chúng con một lòng thờ mẹ thờ cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Mẹ ơi các con thương mẹ, mẹ nào có biết hỡi trời cao đất hỡi thấu tình, đủ thuốc thang nhưng mẹ chẳng hồi sinh, bỏ con bỏ cháu mẹ đánh mình quy ân. Hôm nay mẹ mất chẳng còn, ngày mai chỉ thấy lấp mồ bỏ xanh, gọi là chút tấm lòng thành thương hoa lại quả dâng lên thân hồn. Ba hồn mẹ ở nơi đâu, chín vía mẹ ở nơi đâu, mẹ về, mẹ về âm hưởng mẹ ơi, mẹ về chứng giám tấm lòng chúng con. Kính thưa hương hồn vong linh cụ Phạm Thị Na hưởng thọ 96 tuổi. Kính thưa các cụ, kính thưa gia đình trang chủ cùng anh em nội ngoại, bạn bè, thân bằng cố hữu của gia đình. Hôm nay cụ nhà đủ số quy tiên về quy tổng tổ đạo. Gia đình có nhã ý cho đoàn nhạc thiếu thuộc thôn trung tâm xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, do ông Đồng Văn Quấn làm trưởng đoàn. Nhận lời mời của gia đình, anh em trong đoàn đã có mặt đầy đủ theo yêu cầu của gia đình. Trước tiên, đoàn đến đây xin chân thành chia buồn cùng toàn thể gia tăng, sau đó mang ngọt kèm tiếng trống để đón hàng trăm lượt lễ về thăm viếng vong linh. Giờ này trời đã chuyển về buổi khuya, đoàn xin được giới thiệu chương trình nghi lễ thờ vong linh cụ trong đêm. Trước tiên, đoàn sẽ cùng với các con, các cháu của vong linh cụ chạy đàn song nhang, kể lên thập ân người điều công cha nghĩa mẹ sinh thành cốc dục. Sau đoàn lại cùng với các con của vong linh trai gái dâu rể lên cho vong linh hương hồn mẹ ba tuần hương đăng trong rượu trầu nước. Để chuyển mục, đoàn sẽ chuyển sang để làm trò nhà Phật, và cuối chương trình đoàn sẽ có ông trọng công chở chuyến đò nhà Phật để đưa hương hồn cụ về bên Tây Trúc được tiêu sinh trình độ. Đến 10 giờ đêm, tức là 22 giờ, đoàn xin được dừng tiếng kèn, tiếng trống và tạm nghỉ. Đến 5:30 sáng ngày mai, đoàn lại tiếp tục tiếng kèn, tiếng trống và lời ca, tiếng khóc thay cho các con, các cháu gọi vong linh cụ về. Đến buổi chiều mai, các cụ ra nơi an nghỉ cuối cùng, đoàn mới hoàn thành trách nhiệm. Sau đây, anh em trong đoàn xin được gửi kèn trống, đêm thờ vong linh cụ xin được bắt đầu. Cha là thời trời.
mẹ ơi, mày trở về với các con buổi tối ngày mẹ ơi, nên nhang cơm nút mì đầy con dậm lên ngoài mẹ đây.
Chúng ta phải mặc ngày đó lấy đây ngày đầu sân mẹ bỏ các con mẹ đi các con cho về đây xuống quỳ chúc nhau sàng mẹ ơi các con về đây quỳ chúc nhau sàng con mẹ ơi Mẹ ơi, con của mẹ đây.
cung nhị bay. Xin mời không thể con linh hai thế. Mẹ ơi ba hồn chín vía mẹ ơi, mẹ có nghe thấy tiếng con phục gọi mẹ lúc này, nước mắt con tràn đầy thương mẹ quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con dắt mẹ tới đâu rồi thế hả con? Mẹ ơi, nay con đón được mẹ ra đây. Mẹ ngồi đây mẹ nghỉ cho đỡ mỏi, rồi các cháu ngồi trong ngoài nó sẽ mua quần áo cho mẹ nhé. Cho mẹ ngồi giải lao tí đi con ơi. Mới từ trong nhà ra đến đây mẹ mệt lắm. Cho mẹ đứng đấy mẹ ngồi giải lao. Con đỡ mẹ đi con ơi. Ôi trời ơi, bác nào đây đã chuẩn bị giải cầu rồi đấy con. Mẹ, nó cha bảo mẹ ra sông. Một liên quan ơi, mẹ nay bao năm mẹ ngồi trong ngục. Mẹ nhớ các con nhiều lắm và chẳng biết làm sao. Trời ơi, hôm nay con có hiếu đã đón được mẹ ra đây rồi. Con ơi thì để mẹ tâm sự vài lời với con đây. Qua cầu cổ sũ để mẹ về quê tổ quê tiên mẹ. Mẹ con gắm bước chân lên cầu, mẹ theo con chẳng kéo lên quê. Mẹ ơi, mẹ
nay con thật là coi hiếu, đã đoán được mẹ ra rất mẹ con cầu tắm giặt cho mẹ, nay lại có cả áo cả xa con lên để mẹ đi lễ chùa cho bằng chị bằng em. Mẹ con ơi, nay cũng chỉ còn trên đò đêm nay. Mẹ sắp sửa phải xuống đò rồi, con ơi, đây mẹ con mình bị âm dương đi đôi đồng. Trời ơi, một liên quan vừa mới gặp nhau đây và sắp sửa lại vài xa. Con ơi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con đi. Chưa kịp thức chưa kịp thức
Thường quân ngày xưa
trăm ngàn kiếm đất thuốc nà thần vong. Đức Khánh Khổng Tử chỉ thông dạy bày hai gã học không nên là người. Ba hồn chín vía vong ơi, vong về vong hương lệ này, vong ơi vong về sới cơm cùng với con với cháu vong ơi. Thọ 96 tuổi. Hôm nay con cháu nằng thành dâng lên cơm nước để gọi vong về cùng với các con của vong vong ơi. Ái tạc mà đau trời xanh thì ảm đạm một màu, nước ngoan man mát dầu dầu cỏ cây hỡi bao người âm cung trộn đầy sâu dày, càng trông càng nhớ biết ngày nào quên. Vong ơi mấy lời chia sẻ ân cần, vong ơi cách biết âm trần từ đây. Vong ơi chia ni đôi ngã âm trần, thác lè sống gửi hồi vân kiếp bà người. Ơi vong ơi suối vàng yên giấc vong ơi, ngàn thu vĩnh viễn cuộc đời từ đây. Vong ơi trở lại cửa nhà, cơm canh trứng nước rượu trà mời vong. Vong ơi vong về vong hưởng, vong ơi phù hộ con cháu trên đời bình an. Do tuổi cao sức yếu hay đã đủ số quy viên về mới tiên tổ, chúng tôi chi hội cựu chiến binh thôn năm nơi con trai cụ tâm quan đang sinh hoạt và công tác, chúng tôi đến có vòng hoa tươi và ném hương thơm xin được đứng trước linh tràng của cụ, thắp cẩm nhang cho cụ, mong cụ về nơi an nghỉ sớm được siêu thoát, mong gia đình bớt đau thương sớm ổn định cuộc sống. Trong giờ phút đau thương này, đề nghị chi hội dành một phút mặc niệm cụ, phút mặc niệm bắt đầu. Thay mặt cho gia đình tăng cụ, chúng tôi rất hân hạnh và vinh dự trước đức lâm chung của mẹ tôi và đã được cán bộ cũng như toàn bộ hội viên của thôn Vĩnh Linh thôn năm đến là chia buồn và thống viếng con linh hồn của mẹ tôi để siêu thoát lắc để biết có gì hơn, để biết thay toàn bộ mặt gia đình từ già trẻ trai gái dâu trẻ cháu chắt ngoài ngoại, xin cảm ơn. Chia buồn cùng toàn thể gia tăng chiếc vong hồn cổ, chúng tôi thắp nén nhang để tỏ tấm lòng thành kính và có vài lời viếng cổ. Nam mô A Di Đà Phật.
Thank you.
con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ mê. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngọt ngào lời ru, đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, mẹ thênh thang như mây trời. Quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Con mới hiểu mẹ là sống sao. Oh,
trai rót rượu xong đến các bác quan rể. Mẹ ơi, chuyện toàn chém rượu chưa hay. Yeah.
Hãy
đêm trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa che nắng khô nắng cánh tấm bước chân mẹ ngồi dưới cơn mưa. Mẹ lội qua con suối dưới mưa bom không ngại, mẹ nhẹ nhàng đưa lối tiên con qua núi đồi. Đêm trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa che từng căn hầm nhỏ, xóa sách vết con về mẹ ngồi với cơn mưa. Mẹ là gió buồn quê trong đêm thâu thầm lặng, trong câu hát thanh bình mẹ em đó. Mẹ là nước chứa chan trôi dung con biển buồn cho đến mai trong ngày. Cùng có hai phần. Phần thứ nhất là lễ tri điệu sau khi đọc lời biếu văn xong là lời phát biểu ý kiến đáp từ của gia đình tăng chủ. Phần thứ hai là phần lễ an táng của cụ. Thì toàn thể bà con nhân dân và ngoan cháu sẽ đưa cụ tiến đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng tại khu vực nghĩa trang của quê nhà tại Lò Bác. Sau đây công tác tổ chức xin phép được bắt đầu. Kính thưa hương hồn cụ Phạm Thị Na, kính thưa các vị đại diện cho chính quyền nhân dân thôn năm, kính thưa các cụ, thưa các ông các bà, thưa bạn bè thân bằng cố hữu gần xa, thưa toàn thể nhân dân và gia đình tang quyến, chúng tôi nhận được gia đình báo tin buồn. Cụ Phạm Thị Na không còn nữa. Cụ Phạm Thị Na sinh năm 1924. Qua một thời gian lâm bệnh nặng, cụ đã được các thầy thuốc tận tình cứu chữa. Các con, các cháu trong gia đình chăm sóc, nâng giấc sớm chiều. Nhưng do căn bệnh quá nặng, tuổi cao, sức yếu, cụ không qua khỏi. Đã tạ thế hồi 15 giờ 50 phút ngày 8 tháng 2 năm 2020, tức ngày 15 tháng 1 năm Canh Tý, hưởng thọ 96 tuổi. Cụ ra đi để lại cho chúng ta niềm tiếc thương vô hạn. Thay mặt cho cấp ủy, ban chỉ huy thôn cùng các ban ngành đoàn thể, cùng toàn thể bà con nhân dân thôn năm, tôi xin gửi tới toàn thể gia đình tang quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cụ Phạm Thị Na, người con của quê hương Cà Phê, thôn năm, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, đã mãi mãi ra đi về yên nghỉ cõi vĩnh hằng. Với tình cảm thôn xóm và theo nghi thức trang trọng của địa phương, hôm nay ngày 10 tháng 2 năm 2020, tức ngày 17 tháng 1 năm Canh Tý, tại gia đình ông Nguyễn Văn Quang, gồm có lãnh đạo chính quyền, mặt trận tổ quốc cùng các ban ngành đoàn thể, xóm thôn đã thành lập ban lễ tang cụ Phạm Thị Na. Thay mặt cho ban tổ chức lễ tang, tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần ban lễ tang gồm có
Một là ông Đào Xuân Đại, trưởng thôn làm trưởng ban. Hai, bà Lương Thị Huệ, phó trưởng thôn làm phó ban. Ba, bà Nguyễn Thị Hiền, trưởng ban công tác mặt trận thôn làm ủy viên. Bốn, ông Vũ Xuân Lệnh, hội người cao tuổi làm ủy viên. Năm, ông Đặng Văn An, hội cựu chiến binh làm ủy viên. Sáu, bà Nguyễn Thị Nguyệt, hội phụ nữ làm ủy viên. Bảy, ông Nguyễn Văn Phục, đại diện cho gia đình Tam Quyến là trưởng Lam làm ủy viên. Về dự lễ truy điệu cụ Phạm Thị Na hôm nay còn có các ông bà trong cấp ủy, ban chỉ huy thôn, các ông bà là cán bộ đại diện các ban ngành đoàn thể của thôn và họ hàng nội ngoại thân bằng cố hữu gần xa cùng toàn thể bà con núi xóm nhân dân thôn Năm đã có mặt đông đủ về dự lễ tang cụ Phạm Thị Na. Theo suốt quá trình diễn ra lễ tang còn có đoàn nhạc thiếu đến từ Hiệp Thịnh Bắc Giang. Cụ ơi, đúng thật là nỗi buồn không của riêng ai, cụ đi về chốn Bồng Lai vĩnh hằng, xót thương đè lặng trong lòng cháu con nhỏ lệ giữa dòng trần a. Cụ ơi, hương trầm chiều nay khi ngút khói bay, tiếng thương còn lại những ngày đoàn viên, chúc cụ về với tổ tiên ngàn thu an giấc bình yên suối vàng. Trước giờ phút tiễn biệt, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đào Xuân Đại, trưởng ban lễ tang, nên đọc lời điếu văn. Chúng tôi xin mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân chúng ta đứng dậy. Xin trân trọng kính mời ông. Trong thôn và mọi người có mặt trong buổi lễ tang này, kính thưa gia đình Tam Quyến cùng hai bên họ nội, họ ngoại, người thân thiết, bạn bè thân hữu gần xa của gia đình, nhận được tin buồn gia đình bảo của Phạm Thị Na không còn cụ Na trong một thời gian bệnh nặng, cô đã được con cháu thầy thuốc bác sĩ cố gắng cứu chữa, nhưng do cụ tuổi cao sức yếu, cụ đã không qua khỏi. Cụ đã từ biệt con cháu chắc người thân vào hồi 15:50 ngày 8/1/2020, tức 4:10 ngày 15/1 Canh Tí, hưởng thọ 96 tuổi trời. Cụ ra đi là một mất mát lớn lao cho gia đình, con cháu, các cùng họ hàng, người thân thiết, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho con cháu khi phải mất người mẹ, người bà, người cụ kính quý. Để chia sẻ cùng gia đình Tam Quyến trong nỗi mất mát lớn lao này, cho tôi thay mặt ban tang lễ và nhân danh cá nhân xin gửi tới gia đình Tam Quyến, họ hàng hai bên nội ngoại, người thân thiết, bạn hữu gần xa của gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa các quý vị, cụ Phạm Thị Na sinh năm 1924 tại xã An Lưu, huyện Kinh Môn, thành phố Hải Dương. Cụ sinh ra vào thời kỳ đất nước ta còn chìm trong đói nghèo và lạc hậu. Cuộc sống của người dân Việt Nam nói chung và mọi gia đình nói riêng đều khổ cực, đói nghèo, nhất là những người lao động nông nghiệp. Gia đình cụ cũng cùng chung số cảnh đó. Lúc còn thơ ấu tuổi nhỏ, cụ sống cùng gia đình, bố mẹ, anh em. Khi tuổi trưởng thành cũng là lúc dân ta có đảng lãnh đạo cách mạng tháng 8 thành công để giành độc lập hòa bình cho nhân dân, cho dân tộc, đánh đuổi giặc Pháp. Năm 1952-1953, cụ đã tham gia dân công hỏa tuyến, vận chuyển lương thực, làm đường cùng quân và dân ta giải phóng Điện Biên Phủ trong công cuộc kháng chiến chống Pháp, giải phóng đất nước, giành hòa bình độc lập. Có một phần công sức nhỏ của cụ đóng góp đất nước hòa bình độc lập, cụ xây dựng gia đình riêng. Do cuộc sống tại quê hương gặp nhiều khó khăn, cụ cùng gia đình đi tìm nơi sinh sống mới. Cụ đã đi một vài nơi và cuối cùng cụ đã đến xóm Cà Phê, thôn Năm, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, định cư xây dựng quê hương và sống cho đến bây giờ. Cũng từ đây cụ trở về với tiên tổ ông bà. Cuộc đời cụ từ lúc trưởng thành tới lúc nhắm mắt xuôi tay
trải qua bao thăng trầm vất vả gian nan và khó khăn, nó ăn mặc cho gia đình, cho con cái, nó chuyện chạy giặc, đánh phá sơ tán nơi này chỗ kia, thật gian nan vất vả. Cuối cùng cụ cũng được cùng gia đình đã vượt qua, cho đến bây giờ nó tròn trách nhiệm cho con cái. Cụ có 7 người con, 3 người con trai, 4 người con gái. Trong số 7 người con có 1 người con gái nuôi, dâu dẻ đủ cả. Cụ có 33 cháu, 25 chắc trai gái nội ngoại đông đủ, thật là phúc đức. Con của cụ, con trai lớn tham gia kháng chiến chống Mỹ, là cán bộ đảng viên sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Con trai thứ hai tham gia quân đội bảo vệ biên giới chống Tàu. Con trai lớn đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, đã về hưu, hiện nay sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Con trai thứ hai sinh sống tại địa phương, đang sinh hoạt tại chi hội cựu chiến binh thôn 5 xã Hồng Kỳ. Các con, các cháu của cụ nay đã đều trưởng thành, yên bề gia thất, có cuộc sống, có công ăn việc làm ổn định, đời sống sinh hoạt đủ đầy. Con trai, con gái, con dâu, con rể đều có hiếu với cụ, chăm sóc cụ chú đáo lúc yếu mệt đau ốm cho đến lúc qua đời. Các cháu lớn của cụ đã xây dựng gia đình riêng, đang đi học, đi làm ở các trường, các cơ quan, đơn vị. Các cháu đều ngoan ngoãn, có hiếu với bà, với cụ. Con cháu rất đông vui, quan tâm lúc cụ tuổi già, sức yếu, mệt mỏi, đau ốm. Thế là mãn nguyện với đời lắm rồi, cụ ơi. Hạnh phúc tuổi già, ngày vui ngày Tết, tứ đại đồng cư còn gì hơn nữa, bù cho những năm tháng no trước thiếu sau. Nhưng đến lúc được hưởng lộc trời thì tuổi cụ đã cao, sức đã yếu, những năm tháng ăn ngon mặc đẹp ở nhà cao cửa rộng thật là ngắn ngủi so với đời cụ tuổi 96 này. 2/3 cuộc đời khó khăn nghèo khổ và thiếu thốn, nhưng biết làm sao được. Than trời thương cho số phận một con người, lúc được hưởng lộc trời thì lại phải ra đi. Than ôi một đời vất vả, lúc ra đi vẫn còn thương con thương cháu, gắng sức cuối cùng để con cháu hưởng trọn ngày xuân, để con cháu họ hàng làng xóm đón xuân mới bình yên vui vẻ. Thương con cháu lễ tình làng xóm, cụ chọn ngày về với tiên tổ, cụ đi ra đi chọn ngày đẹp của một năm mới đến, còn gì hơn được nữa cụ ơi. Nhẹ bước về với tiên tổ, về với ông bà cha mẹ, về với người bạn đời, người chồng yêu quý đang chờ đón cụ nơi tiểu thuyền thăm thẳm ngàn xa, vui cùng với người thân nơi tiên cảnh bồng lai. Để con cháu người thân trên trần tan từ nay mất mẹ mất bà, đầu năm mới con mất mẹ cháu mất bà, con mất mẹ đã cạn khô dòng lệ đặng, tiếng khóc than con đã nạt giọng rồi. Mẹ ơi, từ nay xa cách ngàn trùng, sớm chiều vắng bóng mẹ thương không còn. Biết ở đời cảnh sinh tử là quy luật mà thôi, già mà chết là biến kỳ phải chết, chết ốm chết đau là cái nghẽ ở đời. Cụ ra đi ở tuổi 60 là phúc phận hơn người, khỏi thế gian này được mấy người với ai. Hãy cầm lòng để tiễn cụ đi về nơi yên nghỉ, về với suối vàng yên giấc ngủ ngàn thu, chỉ cầu mong cho tiên tổ lai lâm phù hộ, cầu thần Phật phù hộ độ trì cho vong hồn sớm siêu thoát mát mẻ. Cụ ra đi vĩnh biệt từ đây, tâm thành kính tiễn cụ về cõi âm. Giờ tiễn biệt cụ lên xe ra nghĩa trang quê nhà ơi yên nghỉ, lòng thành kính mọi người xin để phút mặc niệm cô bắt đầu. Của ông đại trưởng ban lễ tiếp theo.
theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện gia đình Tam Quyến lên phát biểu ý kiến đáp từ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại diện cho chi bộ, các vị đại diện chi bộ thôn năm, kính thưa các vị đại diện cho chính quyền thôn năm, kính thưa các vị đại diện cho mặt trận thôn năm, kính thưa các vị đại diện cho hội Phật giáo, hội người cao tuổi của thôn năm, kính thưa các vị đại diện cho phụ nữ, các cơ quan đoàn thể, cựu chiến binh, thanh niên, hội đồng niên đồng ngũ của con cháu của cụ, kính thưa toàn thể bà con dân làng thôn năm và các quý khách xa gần của gia đình, của con, của cháu, của cụ, và kính thưa toàn thể tất cả họ hàng thân hữu của nội ngoại đối bên của cụ. Tôi thay mặt cho gia đình Tam Quyến trước phút ly biệt với mẹ tôi và bà cô của con của cháu trong dòng họ, không biết nói gì hơn, chỉ biết nhận tất cả các lời của các cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương, của tất cả mọi người đã đến thăm hỏi khi ốm đau và đến khi bệnh lâm chung và quy về nơi yên nghỉ, đã đến thắp nhang dâng hương chia buồn cùng với gia đình chúng tôi, không biết nói gì hơn, chỉ biết là gửi lời cảm ơn và rất là xúc động trước phút chia ly ly biệt này. Trước giờ ly biệt thì tôi xin một lần nữa được toàn thể cấp ủy, chính quyền địa phương, mặt trận và tất cả các tổ chức trong thôn năm và các vị quý khách xa gần của gia đình, của con, của cháu và tất cả các bằng hữu cũng như bạn bè của gia đình cũng như của tất cả các con cháu và cùng với dòng họ nội ngoại là thông cảm, tha thứ những vấn đề gì trong việc tang gia bối rối có sơ suất thì xin được tất cả các vị đại biểu, các mọi người được lượng thứ và mời các vị ra để uống nước và chuẩn bị tiễn đưa mẹ tôi đi, và xin mời các vị là giúp cho là tiễn đưa mẹ tôi ra nơi yên nghỉ cuối cùng được ngồi yên mà đẹp. Sau đó xin mời các quý khách cùng tất cả các quý vị trong ban lãnh đạo toàn dân về tặng gia đình xây nước và chúng tôi gửi lời cảm tạ. Vâng, xin cảm ơn đài phát biểu ý kiến đáp từ của gia đình tăng chủ. Buổi lễ truy điệu cụ Phạm Thị La đến đây là kết thúc. Chúng tôi tuyên bố chuyển sang lễ an táng cụ bắt đầu. Hãy subscribe.
lòng an vui hay buồn tình. Mẹ về trong nguồn chảy ra.
trên đời, nhớ công người sinh dưỡng đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Sinh dưỡng đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.